À, dạ anh chào tất cả cô chú chị trên cộng đồng mạng nha. Đã trở lại với kênh của Hà Vinh Vlog và Thảo Nguyên Vlog. Thì hiện tại em cũng đang có mặt tại nhà cô Hồng Loan để chia sẻ cái câu chuyện của cái bộ ba tam tai tam sơn. Đó thì bây giờ thì nó không còn cái gì để nói, lại châm chọc tiếp tục nhà báo Thông Minh. Nó nói rằng là nhà báo Thông Minh là đi vào cái câu chuyện của Hồng Loan là muốn kêu bằng là muốn kiếm ăn, muốn là kêu bằng lợi dụng vào Hồng Loan để nổi tiếng. Ủa, nhà báo Thông Minh từ trước tới bây giờ thì cô với chị cũng biết rồi đó. Nhà báo Thông Minh đã nổi tiếng từ ngày xưa tới giờ chứ không phải là đi vào câu chuyện của Hồng Loan mà được nổi tiếng. Tại vì nhà báo cũng thấy là cái bằng là một là thấy thương cái hoàn cảnh của Hồng Loan ba mất, mà phía bên mẹ con nhà Cám lại đi vào lại công kích, lại giành nhà ở nhờ, thì người ta lên tiếng, đâu phải nhà báo Thông Minh lên tiếng đâu, mà tất cả mọi người trên cộng đồng mạng đều lên tiếng để ủng hộ Hồng Loan chứ không phải gì đi nhà báo đó. Thì em cũng chia sẻ rồi, nó nói rằng ở nhà báo là lợi dụng cái câu chuyện này để kiếm ăn, rồi lợi dụng cái câu chuyện này để đi vào để chửi cho nó. Ủa, từ ngày xưa tới giờ thì nhà báo thì lúc nào cũng vậy thôi. Nhà báo thì nói chung là làm thì chính cái lương tâm của mình chứ không phải là giống như cái bộ ba tâm tai tâm sơn, mà lúc đầu thì đi vào câu chuyện của Hồng Loan thì muốn kiếm ăn, rồi bây giờ sao không còn cái gì nữa thì kiếm chuyện tiếp tục. Ủa, mình muốn kiếm chuyện thì mình kiếm cái đời drama khác đi, chứ không phải mà bây giờ kiếm chuyện từng người, từ bùm bùm Thành Mỹ, rồi anh Hai Vũ Lưng, rồi cho tới là anh Nguyên Vũ, rồi bây giờ lại tiếp tục nhà báo Thông Minh. Đó thì một cái bộ tam tai này đi tới đâu thì tai tiếng tới đó, chứ không phải là đi tới đâu mà nổi tiếng đâu cả nhà. Lúc nào cũng vậy, nó muốn dẫn dắt khán giả và dẫn dắt dư luận đi theo một cái hướng khác là ủng hộ cái cô cháu gái. Nhưng mà thật sự bây giờ cô cháu gái là bây giờ là bản thân lo còn không xong nữa, lấy đâu ra mà lo cho ai. Cha mẹ mình bây giờ lo không xong nữa, bây giờ cũng chưa chắc gì biết là cô cháu gái này là bây giờ là đi vào trong câu chuyện này là kiếm ăn đó, bây giờ đi kiếm chuyện Hồng Loan không đó. Thì cái bộ tâm tai lên thì bây giờ nói là bây giờ là không còn những anh em YouTube quay trước nhà của Hồng Loan, bây giờ đi cái trang khác rồi, bỏ Hồng Loan rồi. Nhưng mà thật sự với cả nhà thì em, hai anh em của em thì lúc nào cũng ủng hộ Hồng Loan và lên mà chia sẻ lên để kêu bằng hay là dạch mặt cái bộ ba tâm tai tâm sơn này, các bạn nó công kích Hồng Loan cho dù ai bỏ Hồng Loan, nhưng anh em tụi em không bao giờ bỏ, cả nhà vào ủng hộ anh em tụi em nha, để mình phải kêu bằng là dạch mặt cái bộ ba tâm tai tâm sơn, nhất là cái thằng Tử Lùng đó. Cái thằng Thám Tử Lùng này thì nó thì nói chung là một thằng mất dạy, lên nó mà livestream mà kêu bằng phát cà vạt giống như là cái người có học, nhưng mà thật sự nó nói giống như là giảng học, nó nói là anh em tụi em là không đáng mặt để nói chuyện đó. Đúng, không đáng mặt, người ta nói là mưa dầm thấm lâu, cả nhà thấy không, ngày nay là trời mưa nhưng mà anh em tụi em vẫn lên nói tiếp tục, mưa dầm thì sẽ thấm lâu, thì sẽ có cái câu chuyện khác để lên tiếp tục để moi móc cái thằng Thám Tử Lùng này cho cả nhà mình biết. Nhưng mà chuyện đơn giản thì lúc nào cho dù mưa gió bão bùng đi chăng nữa thì anh em tụi em vẫn ở đây để chia sẻ câu chuyện của Hồng Loan đó, cả nhà phải thương anh em tụi em để cùng anh em tụi em góp tay vào cho anh em tụi em một lượt like càng like mạnh, thì những cái video của anh em tụi em nó sẽ có đề xuất đến cái lỗ tai cày của thằng Thám Tử Lùng và cái con trang virus và cái bộ tâm tai tâm sơn, nhất là cái thằng đạo diễn Kiệt Lạc này. Thì đạo diễn Kiệt Lạc hiện tại bây giờ cũng rất là cay cú anh em tụi em, tại vì chia sẻ cái câu chuyện mà Kiệt Lạc đó đi uống bạch kích rồi đó, anh ta bây giờ là nói chung là Kiệt Lạc rồi, cả nhà có biết là Kiệt Lạc là cái gì đó, anh ta rất là cay cú và những anh em tụi em quay trước nhà của Hồng Loan nói là anh em tụi em rất là trẻ thất học, không đáng để nói. Đúng, không đáng để nói và không đáng đồng tiền bắt gạo để nói, nhưng mưa dầm sẽ thấm lâu và mỗi ngày cho dù mưa gió bão bùng anh em tụi em vẫn sẽ lên để moi móc cái thằng đạo diễn Kiệt Lạc này ra để cho nó biết cái như thế nào là cái vấn đề quay xe. Nó nói là bây giờ chị Ni là bây giờ là không phải đại gia mà chị Ni là đi giống như là ở nhà thuê nhà mướn, không đúng sự thật. Ủa, anh đạo diễn Kiệt Lạc này chưa từng mà gia chạm với chị Ni và chưa từng kêu bằng là biết về cái lai lịch của chị Ni như thế nào, cũng chỉ nghe cái thằng Thám Tư Lùng nói, chứ ngoài ra anh đạo diễn Kiệt Lạc là chưa biết. Mà nói bây giờ là Hồng Loan là không phải con của cái năm tối ngày cứ quay tới bên lui, cứ nói là Hồng Loan không phải con của cái năm, cho dù phải con hay là không phải con, dù đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là bây giờ là giấy tờ hợp pháp thôi, đúng không em? Cái chị thấy không?
Đó anh, thì nói đến mà cái anh Thám Tư Lùng này anh, thì hiện tại bây giờ phải nói rằng là anh lên anh công kích rất là nhiều người. Mà trong những ngày vừa qua là đứng ra là lên tiếng cùng đồng hành với chị Loan anh. Đó thì như anh cũng được biết á, là cái anh Thám Tư Lùng này anh cũng xúc phạm đến chị Lộc Quần Cây nè. Rồi hiện tại bây giờ là anh nhà báo Song Minh cũng rất là bức xúc về cái câu chuyện ở đâu á cô chú. Thì cũng đưa một cái thông tin sai sự thật, nói rằng là anh nhà báo Song Minh chính thức là ngừng cái drama của chị nhà chị Hồng Loan. Nhưng mà thực tế vừa rồi là anh nhà báo Song Minh cũng có chia sẻ rồi cô chú anh chị, là sẽ cùng đồng hành với chị Loan đến cái ngày mà cuối cùng là mẹ con của cô Sáu sẽ đến nhà chị Loan dọn đồ nha cô chú. Chứ không phải là như cái nhóm bộ ba Tam Sơn kia là cứ nó lên nó dẫn dắt dư luận rồi nó nói không đúng sự thật nha cô chú. Thì vừa rồi là anh nhà báo Song Minh thì có là lên tiếng rồi nha cô chú anh chị, chứ không phải là đỡ cái nhóm bên kia nó muốn nói gì nó nói nha cô chú. Đó thì cái vấn đề mà bây giờ cái Thám Tư Lùng này á lên mà còn chia sẻ cái câu chuyện của Hồng Loan, là ba của Hồng Loan, ba mẹ của Hồng Loan là bây giờ là mất hay là bây giờ nằm ở chỗ đó, nó chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện, ngay cả mà người thân của Hồng Loan mà nó còn lên nó chia sẻ thì lấy đâu ra mà nó lên mà nó không dẫn dắt dư luận được cả nhà. Lúc nào cũng lên mà dẫn dắt dư luận cái câu chuyện mà không thể nào mà nấu được trên cộng đồng mạng. Cái bộ ba Tam Tay Tam Sơn hiện tại bây giờ á, thì cô chú chị cũng biết rồi đó, cái bộ ba Tam Tay Tam Sơn này nó rất là kêu bằng là vô cùng mất dạy. Mình phải đấm thẳng mặt cái bộ ba Tam Tay Tam Sơn này cho nó biết cái bản chất như thế nào. Nó thừa hiểu rằng câu chuyện của Hồng Loan là đúng chứ không phải sai, nhưng mà tại sao nó dẫn dắt dư luận, tại sao nó vô nó lại câu like câu view vô cái câu chuyện của Hồng Loan mà nó câu like câu view mà nó làm không đúng sự thật. Anh Thám Tư Lùng này là dẫn dắt dư luận rất là nói chung là tất cả mọi người đều bức xúc Thám Tư Lùng này đó, ngay cả mà bây giờ mà nó lôi những người thân của Hồng Loan mà mất á, là nó còn kêu là đó là ba của Hồng Loan thì em thấy thua rồi. Mà tại sao Thám Tư Lùng này lại không kêu bằng là đi điều tra ba của ve là bây giờ đang nằm ở đâu đi, mình có bản lĩnh thì mình cứ điều tra chứ đừng có chăm chút vào cái câu chuyện từng người thân của Hồng Loan nhằm xúc phạm như vậy để cho người ta nản, người ta bỏ cuộc. Nhưng mà không ngờ là anh nhà báo Song Minh á, anh cũng đã lên tiếng thẳng rằng nói rằng á đồng hành với Hồng Loan tới đoạn đường cuối cùng, tới khi mà mẹ con nhà của Cám đi đến để dọn đồ, tiếp tục để dọn sạch sẽ luôn và trả lại cái sự trong sạch cho Hồng Loan trong suốt thời gian qua mà Hồng Loan đã chịu đựng. Thì Hồng Loan cũng chia sẻ với anh tụi em rằng là một khi mà cái câu chuyện này nó xong rồi đó thì Hồng Loan sẽ lên nói hết tất cả tần tật từ trước đến nay như thế nào, từ lúc mà vào đời drama này và giấy tờ Hồng Loan sẽ đem ra cho tất cả mọi người được xem luôn, chứ không phải là giống như cái bộ ba Tâm Tay Tâm Sơn hay là mẹ con nhà ve nhà Cám đó mà lên mà dẫn dắt dư luận không đúng. Đó thì Hồng Loan cũng chia sẻ, nhưng trong thời điểm này Hồng Loan không nói không phải không dám nói, nhưng Hồng Loan im lặng cho tới khi mà ra tòa giải quyết cả nhà. Đó thì sắp tới đây thì tháng 6 rồi thì Hồng Loan sẽ ra tòa giải quyết. Thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều đã vào cho hai anh em của em là Hà Vinh Vlog và Thảo Nguyên Vlog một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt ký. Em chào cả nhà nha, bye bye cả nhà.